Chào anh nha. Chào mừng các bạn quay trở lại kênh của Đặng Tín Audio nha. Tiếp tục các video. Thì như hôm qua giới thiệu các bác con đẩy lên show BH1200 này rồi. Và được các bác rất nhiều các bác ưu tin tưởng và đặt mua. Thì hôm nay sẽ test tổng cộng là 5 chiếc đẩy lên show BH1200 để lên đường cho 5 bác. Thì xin gửi tất cả các bác trên mọi miền Tổ quốc tin yêu ủng hộ Đặng Tín Audio nhá. Thì các bác phải hết sức nhanh tay, đây là một dòng đẩy rất hay và rất cao cấp. Và quan trọng cái giá em lấy được cái giá cực kỳ tốt. Đây mà là một lô đẩy lên show hàng Trung Quốc nhá, nói luôn. Còn đừng bác làm bỏ lên show của Pháp và rơi vào tầm 100 triệu một con đẩy cơ. Cái này em lấy của một phòng hát ở bên kia, họ mới làm chỉ được đúng một tuần mà phải đóng cửa, không biết vì lý do gì. Đúng một tuần đóng cửa, gần như là nó còn nguyên hộp xốp hàng mới tinh, gần như là hàng còn mới tinh luôn, nguyên hộp xốp. Con này có màn hình hiển thị LCD ở đây, nhiệt độ ở đây. Đây là một dòng đẩy rất cao cấp, có nhìn thấy rất là đẹp. Tất cả nó rất là đẹp, công suất là 600W một kênh, đánh một đôi 30 hoặc hai đôi 25. Một đôi 30, một đôi 35, 25 nhá. Nhà bác nào có một đôi 30 rồi, kéo thêm một đôi 25 nữa thoải mái luôn. Con này chế độ của nó là sử dụng mạch Clan H, tiếng cực kỳ là sạch sẽ. Em bao về độ sạch sẽ được bác luôn. Các bác theo dõi video mà cho kênh Đặng Tín Audio Sim 9 nhá. Hãy lại cho em Sim 9 và cho kênh đỏ giúp cho em nhá. Tất cả nhìn mặt còn rất rất đẹp. Từ cái nút này, quan trọng là cái giá, em thực sự cái giá cực kỳ tốt. Em dám khẳng định giá tốt nhất cho các bác luôn. Không tội gì phải đi mua mới con Yamaha, con xe 9 thằng nhái làm gì cả. Em khẳng định luôn, mạch Clan H là một dòng mạch rất hay, sạch tiếng. Đây, đây màn hình hiển thị LCD này, nhiệt độ này, to nhỏ này, rất đẹp luôn. Và bác xem qua ruột gan của nó, đằng sau thì nó có tín hiệu đầu vào đầu ra thôi, không có gì cả, đầu vào ra loa. Đây, đây là ruột gan của con mạch Clan H, rất chất lượng luôn nha, gần như đẹp như mới mà. Đây, công suất là 600W một kênh, đánh một đôi 30 và một đôi 25 căng đét cho các bác luôn. Đây, sò đây toàn bộ là sò trường mốt phép. Nếu bác để ý con này nó là mạch giống mạch của Crown. Bác nào để ý nhá, con này nó giống mạch của Crown 100%, gần như mạch giống mạch của Crown luôn. Nên tiếng nó sạch sẽ hay cực kỳ luôn. Công nghệ Clan H một trong công nghệ tiếng cho tiếng cực kỳ chất lượng và sạch sẽ. Và giá em báo luôn này, giá cực kỳ tốt cho các bác, chỉ 3.700.000 một chiếc em bao ship. Một bức giá em dám khẳng định cho các bác là giá cực kỳ tốt thị trường luôn, 3.700.000 em bao ship. Tặng đầy đủ giấy giáp phụ kiện cho các bác một con đẩy như này. Em bao cho các bác trên thị trường nhá. Giá rất tốt trên thị trường. Các bác mua một con đẩy Yamaha bây giờ cũng tầm 3.600.000, 3.700.000, sao tội gì các bác mua mấy con đẩy vớ vẩn đấy. Tiếng cực kỳ chán. Đây, đây là một con đẩy Clan H công nghệ, nó khác biệt hoàn toàn so với công nghệ AB. Đấy, độ sạch sẽ tiếng nó khác biệt hoàn toàn. 3.700.000 bao ship, tặng đầy đủ giấy giáp phụ kiện cho các bác, được chưa? Có nhìn này, quan trọng cái mặt mũi nó rất là đẹp, nó rất là đẹp và đẳng cấp luôn. 3.700.000 nhá, bao ship tận nơi, tặng đầy đủ giấy giáp phụ kiện cho các bác. Con này em bao bác là nguồn đồng nhá. 3.700.000 chạy 4 tụ. Clan H còn này tiếng hay cực kỳ luôn, em nói thẳng định các bác luôn. Nó là công nghệ Clan H rồi. Công nghệ đời mới rồi. Đánh một đôi 30, đôi 25, công suất 600W một kênh. Có thể đánh một đôi 30 và một đôi 25 luôn. Nó hay cực kỳ cho các bác trong tầm giá 3.700.000 bao ship cho các bác. Nó rất là đẹp luôn. Đấy, 3.700.000 nhá, bao ship tận nơi, tặng đầy đủ giấy giáp phụ kiện cho các bác. Giờ thì test cái chất âm này, tiếng quá hay luôn. Mùa xuân này không đến cho chúng mình bên nhau, cứ biết hẹn sân sau. Mùa xuân này không đến cho chúng mình bên nhau, thank you.
đường đi đó đây buồn đen in dấu dày lửa thổ lo đôi mắt chân nghe lạ từng khu chiến thuần áo đường xa không âm rõ hương xa nghìn đêm vắng nhà mây mù che núi cao rừng sương che lối vào đồng ruộng mênh mông nước đêm đêm nằm đường ngăn bước hồ áo nhà bình thường linh lĩnh thương quê vì đời mà đi. Mọi người nghe chưa đồng nhá, có đẩy Leso HBH 12200 thực sự nó rất xứng đáng đồng tiền 3.700.000 đồng bao ship, công nghệ cả đá hát một trong công nghệ cực kỳ mới và nó rất là hay. 3.700.000 đồng bao ship nhá. Mọi chi tiết mua hàng liên hệ cho con số điện thoại 0916 957 808. Xin chào các bác, hẹn gặp lại tiếp theo nhá.